tóc vuốt nhẹ một xíu, không biết nên vui hay buồn. Cô mịn đặt một chiếc áo sweater, ảnh trên mạng là vậy, và khi cô mịn nhận về là đây, chiếc vải nỉ mịn, áo gì mà form to thế không biết, chắc phải 75 kg vẫn bằng vừa. Phần chiếc áo có dán miếng black kiểu trông sẽ nhìn sẽ xịn hơn, áo không được dày như trên ảnh mấy, và khi cô mịn mặc lên thì ối rồi ôi, kiểu áo form to như thế này có lợi phết đấy, che đi được mỡ bụng, bắp tay to, ăn lẩu nướng thì thôi rồi, thoải mái luôn, không lo bị lộ. Cô mịn chắc chắn là nhiều bạn sẽ thích áo kiểu này, nên là nay phải vuốt nhẹ thôi. Công nhận là cô mịn cũng hên ha, đặt chiếc áo nào mặc cũng vừa, đã mặc vừa lại còn áo đẹp nữa, buồn thật, hết tiền thật sự đấy. Có khá là nhiều bạn yêu cầu mình review chiếc áo nhỉ này. Giờ thì mình unbox xem chất lượng nó có ok không nhá. Mình thật sự rất là bất ngờ khi dinh em này chỉ với 120 cành. Nhìn qua form dáng mình thấy khá là rộng, mình có đo chiều dài vào khoảng 62, chiều rộng khoảng 56 và chiều dài ống tay vào khoảng 55 cm. Ở phía trước được thêu chữ khá sắc nét, phần ống tay thì được bo chun nha. Sau chất vải mình thấy khá là dày dặn, đường may khá đều và đẹp. Lúc đầu mình cũng nghĩ sẽ rất là xấu, mà khi nhận hàng thì hơn mong đợi luôn mọi người ạ. Ở cổ có khóa kéo khá là trơn tru, tuy nhiên có một điểm không thích là phần bên trong của áo, độ hoàn thiện chưa kỹ nên khi bẻ ra sẽ hơi xấu. Nhưng mà với số tiền bỏ ra thì mình khá hài lòng về sản phẩm này. Đây là ảnh bản mẫu của mình mặc, mọi người có thể tham khảo nha. Sản phẩm mình sẽ để trên bio nhé. Đây là một chiếc hoa cực kỳ thành công, cùng xem nhé. Khó khăn lắm tụi mình tìm được một em áo này mà chữ thêu siêu đỉnh. Em này dạng vải xốp khá hot năm nay. Kinh nghiệm là đồ nước ngoài chính là đặt to hơn 1 đến 2 size mà mình thường mặc nha. Tôi tìm được em này trên sàn L giá siêu hời luôn. Ôi, thật sự luôn ý, đặc biệt là có cổ các bạn mặc đi học được nha. Em thứ hai này tôi đặt bởi vì cái hình in nổi trên áo khá độc lạ. Tuy nhiên thì không phải là chất nỉ nha. Em này có thể mặc đầu thu là hợp nhất. Mới đầu nhìn áo tưởng ngắn nhưng mà lên cũng thấy trùng mông. Em này còn có cả màu đen nữa. Bạn nào mà không thích kiểu cute phô mai que thế này thì có thể đặt sang đen nha. Mic của một chiếc rocker nhung tâm là đi học thêm được luôn nè. Một chiếc hoa cực kỳ thành công. Em này siêu hạt rẻ mà lại cực kỳ dày dặn nha. Có ai mê những chiếc áo thiết kế đơn giản giống tôi không? Chân nỉ lót bông dày mà lên lại cực kỳ đúng form nữa. Tôi 1m52 đặt size L mặc qua mông nha. Màu của em này khiến lòng tôi cồn cào nỗi nhớ người anh em bún đậu mắm tôm ấy, thèm dã man. Tiếp theo là một chú áo dài tay, trong một phút lầm lỡ thì tôi đã bấm chọn size M và bây giờ đang hối hận. Chất thun thì mỏng thôi nhưng mà sờ cực kỳ sướng luôn, kiểu mềm mịn ấy. Xấp xỉ 100 cành mà được em này thì quá xứng đáng, nhưng nhớ là chọn size L, XL hoặc 2XL nha. Áo khoác nữ giáo sinh sinh viên thử nhá. Không thể tin vào mắt mình mà cái áo này nó chưa đến 80 cành mọi người ạ. Cầm rất là nặng tay, chất là chất nỉ bông nhá. Mình sẽ quay cận chất cho mọi người xem đường kim mũi chỉ nha. Tay là tay bo chun như thế này, ở bên trong sẽ là một lớp bông cực kỳ là ấm nhá. Chất mình thấy rất là mềm và mịn. Ở phần mũ thì có hai cái dây rút nha. Khóa kéo của shop thì tương đối là trơn tru nhá. Ở phía dưới thì có hai túi, túi không bị nhỏ quá đâu nha. Tuy nhiên thì áo vẫn còn một chút chỉ thừa. Tuy nhiên với chất lượng này thì mình thấy khá là ok. Áo là áo free size nha. Để mình mặc lên cho mọi người xem nhá. Mình cao 1m65 thì mặc nó cũng không bị ngắn quá đâu nhá. Mình đội mũ lên thì thấy mũ khá là rộng luôn. Bạn nào dưới 1m6 thì mình thấy mặc sẽ rất là xinh nhá. Cũng đáng đồng tiền mắt gạo lắm nha. Chốt đơn chốt đơn. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho bước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai mâm mâm, coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới anh đón em về kết tình trăm năm. Đây là chiếc áo sweater chuẩn style Hàn Quốc trong mùa thu đông năm nay. Điều ấn tượng đầu tiên với mình là chiếc áo form cực kỳ rộng. Nói về phong cách Hàn Quốc thì mình nghĩ nhà Minion làm khá tốt điều này. Chất vải không bị dày quá cho nên mặc áo không sợ bị nặng nha. Mọi người cũng có thể đội thêm chiếc mũ cùng màu với quần để cho chuẩn style Hàn Quốc. Áo hình như là còn có cả màu xanh rêu. Đơn giản hơn thì mọi người cứ mặc với quần skinny là đẹp rồi. Để mình thử một vài style mình thấy hơi khó mặc với mình nha. Thấy mấy chị Hàn Quốc hay mặc với chân váy dài như này ý. Mình sợ không hợp nhưng mà nhìn cũng ra gì phết đúng không? Hình như là có thể mặc thêm với quần ống suông như này nhưng mà mình không có quần màu đen nên là mình mặc tạm quần màu xám nha. Với một em áo chuẩn style Hàn Quốc, chất lượng và dễ phối đồ như này thì còn chần chừ gì nữa. Hãy cùng mình xem là chiếc áo hoodie ADLV có xứng đáng với cái giá gần đầu hay không nha. Uki mình unbox nguyên đai nguyên kiện luôn. Thì size áo của hoodie cũng giống với áo phông, đều có size 1 với size 2. Form áo khá là to cho nên mọi người sẽ thử mặc size 1. Có phần hidden tag để check real hay fake nha. Hình in em bé của ADLV thì đúng xịn. Chất áo cực kỳ dày dặn nha và nó sẽ hơi nặng một chút. Mọi người nhanh tay kiếm người yêu để mặc đôi vào mùa đông, cực kỳ siêu cấp cute nha. Mình thấy tổng thể áo rất là ok. Điểm trừ là áo không có túi để cho tay vào. Kiểu mùa đông lạnh ý, mình muốn cho tay vào túi áo cơ. Bây giờ mình sẽ tự đánh giá những mẫu hoodie mà mình đang có nha. Thật ra đây là áo mình cướp của Tây Linh hi hi. Chất em này sờ rất là thích. Form dáng đẹp xứng đáng với giá tiền. Mà không bị nặng với cả màu sữa này trông rất là xinh. Hoodie của H&M thì quá là hot rồi. Áo này phải được 3-4 năm rồi nhưng mà mặc tiếp vẫn ok. Mỗi tội là HM hình như đang bị cho ra đảo nên là mình cũng không biết luôn. Chưa mặc em này thì vẫn rất là thích. Đây là mẫu hoodie đắt nhất trong tủ mình với cả mới nhất luôn.
Form dáng các thứ thì rất là ok, mỗi tội điểm trừ là không có túi. Là một chiếc áo khá là trẻ trâu mà mình mua từ năm lớp 10. Hồi đấy mặc xong cứ bị mấy con bạn mình ra chê. Cho nên là đến tận bây giờ mình cũng không dám mặc nữa. Nói chung thì mỗi người sẽ có một cách đánh giá riêng và đây là suy nghĩ của mình nha.